Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 9 tháng 9 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Ngày hôm qua lộc miền Bắc ở trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con 87, được hai con. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày 9 tháng 9 cho anh chị em tham khảo. Con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 48, song thủ mình dự đoán cái cặp 17 71. Anh chị em hãy tham khảo trong chiều nay. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong buổi chiều ngày hôm nay.